kính thưa phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Hồi, giám đốc bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, kính thưa quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp, à, không biết đến bao giờ khi mà cái hội trường về nội soi can thiệp sẽ đông và nhiều thành viên hơn. À, chúng tôi thì à, báo cáo với thầy Hồi và các thầy cô, anh chị, thầy Hồi cũng như chúng tôi là một trong những người mà cũng rất là đam mê cái về cái can thiệp. Thế tuy nhiên là chúng tôi cũng rất là băn khoăn là không biết đến khi nào thì cái hội trường này mới đông và có nhiều người quan tâm vì các anh chị để ý là đối với chuyên ngành tim mạch họ phát triển rất tốt đi theo ba cái hướng điều trị nội khoa các phương pháp can thiệp tối thiểu và cái thứ ba đó là phẫu thuật thì chỉ khi nào mà chúng ta phát triển đồng thời các chuyên ngành chúng ta mới đạt được các cái mục tiêu mà điều trị tối ưu trong các cái căn bệnh khác nhau thì theo sự phân công của ban tổ chức thì em xin trao đổi năm cái nội dung. Thứ nhất là về các cái gánh nặng bệnh tật của ung thư phổi và xâm lấn khí quản, phế quản, các phương pháp can thiệp hiện nay mình đã có thể làm. Thế và đối với phương pháp điện ung qua tần thì chúng ta làm được như thế nào và làm ra làm sao. Và những cái tai biến và phòng ngừa tai biến trong cái uh, tiến hành kỹ thuật thủ thuật và một số điểm kết luận. Thì các thầy cô các anh chị biết rằng là đối với ung thư phổi thì tần suất ngày càng tăng do cái việc hút thuốc lá thuốc lào và một cái điều quan trọng nữa là cái tuổi thọ là gia tăng, thế cho nên là chúng ta biết rằng là với cái tuổi thọ càng tăng ý, thì cái tỷ lệ mà cái ung thư nó sẽ có xu hướng nó tăng lên và người ta ước tính khoảng từ 20-30% ung thư phổi thì có cái hiện tượng là xâm lấn và di căn vào khí quản, phế quản, đường thở lớn về hậu quả nếu không can thiệp thì là bệnh nhân sẽ có triệu chứng là khó thở, thì khò khè thở dít viêm phổi dưới các vị trí tắc nghẽn và nhiễm trùng tái phát rất nhiều lần. chúng ta biết rằng là đối với ví dụ như là khi mà khi khối u nó gây tắc nghẽn cái lòng khí quản như này chẳng hạn thì cái toàn bộ cái phổi ở phía dưới phía quản ấy, nó sẽ bị tắc nghẽn lại và nó nhiễm trùng rồi tái phát nhiễm trùng vân vân sau đó thì bệnh nhân sẽ có cái hiện tượng là suy hấp nặng ho máu nặng ho máu xét đánh và thậm chí là tử vong đột ngột ngừng thở ngừng tim ngay lập tức chúng ta thấy là với cái khối u mà nó đã gây tắc nghẽn gần như hoàn toàn nó chỉ còn một cái cái, cái, cái một lỗ rất là nhỏ để bệnh nhân hít thở chúng ta thấy là giống như cái, cái gọi là cái, cái móng tay ở cái chỗ đường khí quản như vậy thì cái, cái khi mà bệnh nhân ho mà đờm nó vướng lên cái là có thể khiến cho bệnh nhân là tím tái rồi ngừng thở. Vậy thì các cái phương pháp can thiệp chúng ta có thể làm được cái gì? Tổng quan chung các phương pháp điều trị thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Đối với các khối u mà gây tắc đường thở trung tâm ấy, thì chúng ta sẽ gì ạ? À, tiếp tiếp cận theo hướng nếu như bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật gọi là gì ạ? Tiệt căn tức là phẫu thuật cắt toàn bộ cái khối u kèm thêm cắt toàn bộ cái vùng phổi đó thì chúng ta nên làm là phẫu thuật. Còn lại trong trường hợp mà không có chỉ định phẫu thuật thì chúng ta phải tiến hành các cái biện pháp can thiệp để có thể à, chăm sóc giảm nhẹ cũng như là điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. À, trong khi chờ các phương pháp khác chúng ta biết rằng là hóa chất thì cần phải thời gian mới có tác dụng. Xạ trị thì trước khi mà khối u nó teo nhỏ thì nó có cái pha gọi là pha phù nề các tế bào phù nề tổ chức. Và với những cái 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 khối u mà nó gây tắc gần như hoàn toàn phế quản như vậy, khí quản như vậy, khi mà cái cái pha phù nề tế bào thì nó sẽ gây tắc hoàn toàn luôn. Do đó mà gì ạ, chúng ta thấy là trong xạ trị thì là không là chống chỉ định đối với các khối u lớn mà nó gây tắc gần như là hoàn toàn phía quản. Thế còn các biện pháp khác ví dụ như là chăm sóc điều trị giảm nhẹ vân vân. phẫu thuật thì nó cũng có chỉ định nhất định chứ không phải áp dụng cho tất cả các trường hợp bệnh nhân nội soi can thiệp hóa chất và và xạ trị đấy là những cái cách tiếp cận chung đối với ung thư phế quản trong ung thư thì người ta thấy rằng là đối với các khối u mà xâm lấn vào trong lòng phế quản chúng ta thấy rằng là gì ạ khối u chủ yếu phát triển và nó gây gây tắc cái lòng phế quản nó lồi vào bên trong lòng phế quản thì đấy là một cái cái loại tiếp cái tiếp này thì nhìn thì chúng ta thấy là rất là 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 gì ạ à, khi có các nguy cơ ví dụ như chảy máu ví dụ như tắc đường thở và nhìn nó rất ghê gớm thế tuy nhiên là gì ạ nếu như những cái trường hợp này mà chúng ta gì ạ, can thiệp là hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Bên cạnh đó thì nếu như chúng ta không có can thiệp thì với xạ trị không thể làm được. Xạ trị thì nó sẽ có cái hiện tượng nó gì ạ? là phù nề và phù nề một chút này cái khối u này nó sẽ tắc hoàn toàn đường thở và bệnh nhân sẽ tử vong ngay sau khi mà mà được xạ trị thậm chí là gì ạ à, nếu như chúng ta thấy là khối u nó nó tắc chỉ còn một cái khe rất nhỏ để mình có một chút thông khí để thở thôi mà chúng ta tác động vào nó phù nề tổ chức nó có thể gây tử vong cho người bệnh do đó những trường hợp này chúng ta sẽ áp dụng cái nội soi can thiệp thì đối với những cái trường hợp khối u như vậy chúng ta chỉ có thể áp dụng thứ nhất là làm laser thứ hai nữa là điện đông cao tần và hoặc là cryo để sau đó thì sau khi chúng ta giải quyết xong chúng ta sẽ dùng cái biện pháp cơ học chúng ta có thể dùng cái lưỡi ống cứng để chúng ta can thiệp thế còn một cái loại khối u nữa thì chúng ta biết rằng là gì ạ khối u mà nó gì nó gây gây vừa cái gì ạ à, nếu mà khối u nó đè ép thôi đó nếu khối u nó chỉ có đè ép vào trong lòng cái quản đường thở vẫn thông thoáng và chúng ta khi chúng ta soi chúng ta thấy vẫn quan sát cái luống niêm mạc của đường thở thì chứng tỏ là gì ạ? tổn thương chủ yếu là đè ép từ ngoài vào. thì những trường hợp này thì chúng ta thấy là gì ạ? À, không có chỉ định là làm can thiệp, đốt điện đông hay laser hay bất cứ cái gì khác vì cái tổn thương đó là đè ép từ ngoài vào. và những trường hợp này thông thường thì chúng ta sẽ gì ạ? đặt stent vào là chúng ta sẽ giữ được cái khẩu kính đường thở đảm bảo thông khí cho bệnh nhân. nhưng mà có một cái loại nữa tức là gì ạ? nó vừa xâm lấn nó lại vừa đè ép thế nên bị oai oăm đúng không? thế thì đối với trường hợp này chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, cái, việc, cái, cái khi mà vừa xâm lấn vừa đè ép ấy, thì tùy theo cái 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 mức độ tổn thương à, chúng ta có thể ví dụ như là gì ạ à, những cái tổn thương mà nó xâm lấn nó lồi bên trong lòng đường thở thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta gì ạ à, chúng ta can thiệp thế còn những cái tổn thương đè ép thì chúng ta vẫn phải có biện pháp để không ngăn không cho nó nó xâm lấn trở lại tổng quan chung thì chúng ta thấy rằng là với các biện pháp ấy, thì đối với cryo hoặc là xạ xị áp sát tại chỗ ấy, thì chúng ta thấy là gì ạ những trường hợp này chúng ta không có thể áp dụng được nhưng nếu như ví dụ như là chúng ta có thể dùng đối với điện đông cao tần hoặc là laser khi mà cả kể cả, cả các đường thở nó rất hẹp là mình vẫn có thể là là làm được về chỉ định thì các anh chị để ý là gì ạ nó có các cái căn cứ và các cái đặc điểm tổn thương à, ví dụ như là cái khối u ở khí quản nó gây gây triệu chứng là khó thở suy hấp cấp cho người bệnh hoặc là gì ạ à, có là khối u ở đường thở lớn đấy nhưng nó không gây cái triệu chứng suy hấp cấp hoặc là gì ạ cái đặc tính đông máu hoặc là cái ép từ ngoài từ cái những cái đặc điểm đó là chúng ta quyết định những biện pháp điều trị thì nhìn ở đây thì chúng ta thấy là chỉ có gì ạ laser và điện đông cao tần là có thể giải quyết được các cái trường hợp như vậy còn lại ví dụ cryo đúng không hoặc là gì ạ xạ trị áp sát hoặc là stand, ví dụ như các trường hợp mà khối u nó rất lớn nó gây đè ép đường thở chúng ta không giải phóng tắc nghẽn thì chúng ta không thể đặt stand được cái thì bung stand, stand nó không nở ra được và cũng không đạt được hiệu quả điều trị như mong muốn do vậy mà đấy là những cái mục tiêu mà chúng ta cần đạt được à, chỉ định tiếp theo nữa là chúng ta thấy là đây cũng là cái ưu điểm của của điện đông cao tầng thì đối với laser thì đối với các cái tổn thương mà ở đoạn xa ấy, thì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta không có cái sông laser mà có ống mềm ấy là chúng ta không tiếp cận được hoặc là các cái tổn thương mà gì ạ mà vừa xâm lấn vừa để ép cũng rất là khó khăn trong khi đối với điện đông cao tầng là chúng ta có thể tiếp cận và xử lý được các trường hợp như vậy tôi xin chuyển sang nội dung tiếp theo về điện đông cao tần. Vậy thì cái hiệu quả là gì? Chúng ta biết rằng là rất nhiều các nghiên cứu khác nhau thì chúng ta thấy đây là một phương pháp mà cho thấy cái hiệu quả tốt, an toàn và giá trị so với lại cái cái laser ấy, thì nó khi nó chỉ khoảng một có khi chỉ còn khoảng, khoảng bao nhiêu khoảng 1 phần năm cái giá trị thôi tức là rất là rẻ và một số tác giả gọi cái biện pháp này là laser dành cho người nghèo có thể áp dụng được Mục đích của kỹ thuật thì sẽ giúp cho chúng ta là giải phóng cái tắc nghẽn đường thở do khối u hoặc là các cái tổn thương kể cả sẹo hẹp nó nó gây tắc nghẽn đường thở. Hoặc là các trường hợp mà khối u nó uh, lồi vào trong lòng khí quản, phế quản đấy nhưng nó đang chảy máu thì qua cái điện đông cao tần chúng ta có thể cầm máu cũng như là giải phóng cái tổn thương được. Tại sao lại như vậy? Chúng ta biết rằng đối với đông cao tần ấy chúng ta thấy là so với các cái đầu đốt điện thông thường ấy thì chúng ta thấy là khi chúng ta đốt ấy tại cái vị trí tiếp xúc này thì chúng ta không kiểm soát được vì cái diện nó rất là rộng và cái tổn thương nó rất là sâu. trong khi đó đối với điện đông cao tần thì chúng ta thấy là gì ạ? À, nó kiểm soát được cái diện đốt, diện tổn thương cũng như là khi mà chúng ta nó không có lan rộng, nó không có có xuyên sâu. Chỉ định trong các trường hợp một khối u gây tắc lòng khí phế quản, sẹo hẹp hoặc là cầm máu đúng không? chống chỉ định thì ngoài các cái chống chỉ định của nội soi phế quản thông thường, chúng ta lưu ý một số điểm ví dụ như là tổn thương chỉ có đẻ ép ở ngoài là không có chỉ định chúng ta làm điện đông tổn thương xùi loét cạnh stent khí phế quản cái này thì kinh nghiệm là chúng tôi vẫn có thể làm được nếu như chúng ta để để ý kỹ và kiểm soát được cái đầu đốt điện không để cho cái đầu đốt điện nó nó gì ạ? nó chọc vào cái stent silicon khi mà đầu đốt điện nó chọc stent silicon chúng ta đốt ấy, nó có thể nó gây gì ạ gây gây cháy hoặc là gây biến dạng stent đi hoặc là bệnh nhân đang đeo máy tạo nhịp chúng ta bấm điện phát thế là gì ạ à, nhịp tim là người ta ngừng luôn các cái dụng cụ ở đây chúng ta có thể làm qua ống mềm hoặc là ống cứng à, tiến hành qua nội soi dụng cụ thì chúng ta cần có cái nguồn phát xung rồi các cái sông đốt điện à, dạng cứng dạng mềm và cái điện cực trung tính tức là cái điện cực mà thu cái cái dòng điện sau khi mà nó đã phát nhiệt các bước tiến hành thì bệnh nhân được chuẩn bị rất là kỹ giống như mổ phiên vậy à, khi mà thầy hồi khi mà vẫn còn à, công tác tại bạch mai thì chúng tôi cũng cũng đã làm cũng rất là nhiều trường hợp là như vậy và chuẩn bị hết sức được kỹ lưỡng bởi vì đây được xác định là đây là những cái nguy cơ các thủ thuật nguy cơ cao có thể gây tai biến. À, về các lớp vi tính lồng ngực thì hiện tại thì các cơ sở chúng ta đều có các máy đa dãy đa đầu dò rồi cho nên chúng ta hoàn toàn có thể tái tạo ảnh trong không gian 3 chiều. Để làm gì? Chúng ta đánh giá cái tổn thương, đem xem cái tổn thương đó nó như thế nào và cái chiều dài, cái vị trí, cái kích thước rồi các cái tổn thương xung quanh ra làm sao. Thế và khi chúng ta dựng hình cây khí phế quản chẳng hạn à, Ví dụ như trường hợp này chúng ta sẽ phát hiện được là gì ạ? Bệnh nhân sẽ có nhiều cái chỗ hẹp rất phức tạp. Thứ nhất là hẹp ở phía quản gốc bên phải nó đẽ vào còn rất là nhỏ thôi. Thứ hai nữa có vẻ dưới carina chỗ này có cái khối u và nó chèn ép gì ạ? Vừa vào phía quản gốc phải vừa phía quản gốc trái. Và những cái tổn thương này thường là rất là phức tạp để chúng ta có thể định hướng được qua cái nội qua cái các lớp vi tính thì chúng ta có thể là làm nội soi ảo được thì cái này đơn giản thôi không gì khó khăn lắm nếu như cái máy các lớp vi tính được trang bị phần mềm thì chúng ta có tiến thể, thể tiến hành nội soi ảo được và chúng ta cũng tiến hành gọi là à, nội soi kiểm tra đánh giá sinh thiết khối u về nguyên tắc thì chúng tôi vẫn muốn là làm cái sinh thiết khối u trước để khi mà bệnh nhân có tai biến gì là chúng ta phải có bằng chứng rồi nếu như cái chẩn đoán đó là cái ung thư thì lúc đấy chúng ta mới nói chuyện với người bệnh được thế còn nếu như ví dụ như chưa có chẩn đoán mà chúng ta làm chưa kinh nghiệm thì làm tai biến mà bệnh nhân tử vong ngay trên bàn phẫu thuật chẳng hạn người ta dẫn ra sẽ 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 có những cái cái ý kiến khi chúng ta chưa có cái bằng chứng rõ ràng trong tay À, tùy theo cái vị trí của khối u kích thước khối u và cái tình trạng người bệnh chúng ta có thể tiếp cận à, theo hướng khác nhau nhưng thông thường nếu như các anh chị đã làm được ống cứng rồi thì tốt nhất là chúng ta làm ống cứng bởi vì cái, cái phẫu trường nó rất là rộng và hai là chúng ta thông khí được qua ống cứng kiểm soát được đường thở thế còn nếu như các anh chị chỉ có ống mềm thì các anh chị hoàn toàn cũng có thể làm được dưới ống mềm à, nếu như khối u mà nó ở cái đoạn thấp tức là một ba dưới khí quản các anh chị sẽ đặt nội khí quản cỡ lớn ví dụ như cỡ số 8 hoặc là tám rưỡi để có thể là gì ạ cái, cái 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 cái, đường cái kênh làm việc có rộng hơn khi chúng ta đặt khi chúng ta nội soi khối u ở trên cao đặc biệt là một phần ba trên ấy thì các anh chị biết là chúng ta có thể là gì ạ mở khí quản sau đó thì thông khí qua cái gì ạ thông khí qua can mở khí quản thế còn lại thì toàn bộ phía trên chúng ta hoàn toàn tạo thao tác được tránh chảy máu tránh suy hấp chứ còn nếu mà chúng ta để mà mà gì ạ vừa làm vừa thông khí trong khi không kiểm soát được đường thở à, nó sẽ hết sức là nguy hiểm thế còn nếu mà các anh chị có ống cứng và kỹ thuật là là vững rồi thì các anh chị làm ống cứng là chúng ta vừa thông khí và vừa can thiệp qua cái ống cứng đó luôn à, kích thước khối u mà lớn ở vị trí cao thì chúng ta đặt ống cứng dùng sông đốt điện cứng để chúng ta à, làm can thiệp và kinh nghiệm chúng tôi thì làm chúng tôi sẽ làm cái cái pha gọi là đông vón tổ chức trước sau khi chúng tôi đông cầm máu rồi thì chúng tôi sẽ dùng chính cái lưỡi ống cứng đó rồi canh chị tưởng tượng giống như người ta gọi là sắn cái đất để, để để, đóng gạch tức là sắn cái tổn thương vẫn theo cái 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 cái, cái trục của đường thở để chúng ta sẽ cắt được cái tổn thương nó sẽ nhanh chứ còn khối u lớn mà chúng ta dùng sông mềm nó rất là nhỏ hoặc là sông cứng đi chăng nữa thì đốt cũng rất là lâu do vậy mà chúng ta lưu ý là cái cách mà chúng ta can thiệp như vậy. Chúng ta cũng cần phải đánh giá cái mức độ là hẹp lòng khí phế quản, tăng sinh mạch máu, tình trạng nhiễm trùng dưới vị trí tắc và các cái tổn thương phối hợp khác. À, thông thường phải hội trần để có biên bản thứ để đảm bảo an toàn vì chúng tôi à, những cái tai biến thì nói thật với các anh chị là hết sức là nguy hiểm và nếu không dũng cảm thì chúng ta sẽ gì ạ, khó mà có thể bắt đầu được. Thế và nếu như chúng ta không có cái, cái, cái hậu thuẫn tốt không có sự hỗ trợ của các chuyên khoa khác ví dụ như là phẫu thuật lồng ngực ví dụ như là gây mê hồi sức hoặc tai mũi họng hoặc các chuyên khoa khác thì sẽ hết sức là 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 nguy hiểm à, tiến hành đốt khối u rồi chúng ta sẽ tiếp cận từ bờ tự do chúng ta cầm máu vân vân chúng ta chọn cái mốt đốt cho nó phù hợp theo dõi cái oxy CO2 và gì ạ một trong những cái điều hết sức quan trọng là chúng ta phải ngắt oxy trong quá trình chúng ta thao tác đối với laser thì các anh chị lưu ý là gì ạ đối với laser thì những cái máy nó thông thường ấy người, người ta rất sợ là gì ạ cái 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 chùm năng lượng của cái laser nó sẽ gây mù mắt cho cái người mà người ta bước vào phòng thông thường khi mà làm can thiệp là nó sẽ có phải có đeo kính thế còn do vậy mà cái cái phòng ấy là phải đóng kính phải phải đóng kín phải khóa cửa thế còn nếu như mà đang làm mà cửa mở là cái laser nó sẽ tự động nó ngắt và người ta phải chuyển các cái thông số ra nước ngoài xong đó người ta mới tái hoạt gọi là hoạt hóa lại thì mới có thể làm việc được thì đấy là cái nguyên lý của laser thế còn đối với cái cái trường hợp mà điện đông ấy, thì chúng ta nhớ là phải ngắt oxy chứ còn oxy mà cao là nó sẽ gây cháy cháy thì xin thưa các anh chị là không phải là không gặp đâu mà gặp rồi và thầy hồi rồi chúng tôi là đã, 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 đã chứng kiến cháy đen xì ở trong trong lòng đường thở và cháy cả cái nội khí quản. Hiệu quả thì đây là cái bảng mà so sánh hiệu quả điều trị của các phương pháp. Thì tôi lấy ví dụ như là trong cái kiểm soát cái chảy máu ấy thì laser nó đạt khoảng trăm thành công trong khi đối điện đông cao tần nó đạt khoảng 90% cải thiện triệu chứng thì chúng ta thấy đối với laser tại vì laser thì làm rất đơn rất nhàn cho cho phẫu thuật viên tức là gì ạ cứ đứng xong là cầm sông để bắn bắn như bắn half line bắn treo 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 đúng không thế còn đối với điện đông cao tần thì nó sẽ phức tạp hơn nhưng nếu như đối chúng ta mà dùng thành thạo và chúng ta có ống cứng ấy, là chúng ta có thể đạt được cái cái mức độ cải kiểm thoát triệu chứng nó tốt hơn 50 60 phần trăm đặc biệt mà sau đó thì chúng ta gì ạ à, chúng ta đặt stent nữa thì chúng ta cải thiện gần như là hoàn toàn cải thiện về chức năng Chúng ta thấy gần tương tự như nhau kiểm soát cũng như làm sạch đường thở khoảng 8 trên 84 và 90 phần trăm về cái thời gian chúng ta thấy là gì ạ cũng như là cái khả năng mà mà làm lại các cái kỹ thuật thì đều có thể tiến hành được Thế thì sau khi mà can thiệp xong rồi thì chúng ta sẽ làm cái gì Thông thường thì đối với các khối u mà lồi vào trong lòng phế quản rất là nhiều như thế này Thì các anh chị lưu ý là gì ạ Chúng ta can thiệp xong can thiệp xong là cái giải phóng các bước cấp cứu đấy thì chúng ta cần phải gì ạ à, giải phóng để mà đạt được cái gì ạ đạt được cái cái thông khí đảm bảo cái chức năng sống cho người bệnh trước sau cái giai đoạn này xong rồi nếu như bệnh nhân mà không được xạ trị không được hóa chất ý, thì khối u nó lại phát triển tiếp tục lên đúng không nó lại tiếp tục phát triển lên hoặc là chúng ta gì ạ khi mà bệnh nhân không còn cái chỉ định gì khác thì lúc này để đảm bảo nó không xâm lấn tái phát nữa thì chúng ta phải đặt cái stand để mà giữ cái đường thở cho người bệnh. Thì khi đó thì khối u nó có thể nó gì ạ? Nó tăng lên, nó có thể nó phát triển, nó tăng kích thước nhưng mà ngược lại nó không gì ạ? Nó không gây tắc nghẽn đường thở nó vẫn đảm bảo được cái chức năng sống cho cho người bệnh. Thì đấy là cái gì ạ? Thì cách tiếp cận sau khi mà chúng ta đã giải quyết xong rồi thì chúng ta cần phải gì ạ? Phải đặt stand cho người bệnh vậy thì uh, những cái tai biến nào là có thể xảy ra và các biện pháp phòng ngừa ở uh, thứ nhất là cái, cái hiện tượng là gì ạ có thể gây chóng gây sốc và khi chúng ta bị dò điện này uh, viêm phổi do hít phải các mảnh tổ chức nó có thể là viêm phổi bên đối diện chẳng hạn như vậy uh, vấn đề chảy máu nếu mà khối u tăng sinh mạch uh, chúng tôi cũng đã gặp những cái ca uh, cách định không lâu khi mà gì ạ đưa lên bàn soi khối u nó đã chảy máu rồi một nhân nữ trẻ tuổi có gì ạ ba mươi ba tuổi rất là trẻ tuổi khi đưa lên bàn soi chưa làm gì và bắt đầu là gì ạ trên bàn monitoring lúc đấy bệnh nhân đã có rung thất và gì ạ à, chuẩn bị ngừng tim thế ngay lập tức thì chúng tôi nhảy lên ép tim rồi lấy máy gì ạ máy sốc điện ra thế và sốc điện sốc điện xong rồi thì kiểm soát đường thở thấy máu nó chảy xối xả rất nhiều và gì ạ ngay lập tức là chúng tôi đã nhờ các phẫu thuật viên phẫu thuật lồng ngực tiến hành cắt phổi và sau 15 phút xong thì đã cắt toàn bộ cái biến phổi và kết quả là một cái ung thư nó xâm lấn và nó kích thích vào cái tim mạch và đấy là cái nguyên nhân nó làm cho bệnh nhân bị rối loạn về 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 nhịp tim và tiến mà bị rung thất chưa kịp làm gì mà nó đã là như vậy cho nên là đấy là những cái tai biến là có thể xảy ra cháy trong lòng khí phế quản thì cái này chúng tôi cũng vừa nãy cũng đã đề cập rồi à, chúng ta À, nếu không cẩn thận là chúng ta sẽ xảy ra vì đôi khi khi mà làm đấy là phẫu thuật viên là hay chú ý vào cái việc mình làm thôi cho nên là gì ạ các cộng uh, sự các uh, bác sĩ và các em phụ đấy là thông thường là sẽ phải kiểm soát để làm sao phối hợp với cao sĩ gây mê khi chúng ta đốt ấy, là chúng ta sẽ ngừng à, ở Pháp, khi tôi học ở Pháp thì người ta dùng Z ventilation, tức là người ta không ngừng trong quá trình ta thao tác. Thế và cái Z ventilation thì người ta thậm chí là dùng cái gì ạ? À, dùng cái khí trời thôi không nhất thiết phải phải cái oxy cao thế cho nên là gì ạ vẫn đảm bảo được thông khí mà không có bị ngừng trong quá trình can thiệp à, vấn đề thủng khí phế quản thì cách đây cũng không lâu thì còn một vài giây nữa à, chúng tôi đã gặp một ca tức là khối u rất lớn cái này là gì ạ chuyển ở dưới quảng ninh lên thế khi mà gì ạ khối u lớn như vậy nó gây đè ép vào trong uh, trong đường thở và tư khí từ phế từ thực quản nó xin lỗi từ thực quản nó đè ép sang khí quản thế khối u thì rất cứng chúng tôi đã cầm máu xong rồi và tiến hành là dùng cái lưỡi ông cứng đó để chúng tôi sắn cái khối u thế khi sắn như vậy thì các anh chị biết là gì ạ à? vì khối u nó rất cứng cho nên nó không bị cắt mà ngược lại là nó nó đã có sẵn cái cái tổn thương mủn nát ở cái thành sau của của khí quản rồi. Cho nên khi đưa cái ống cứng vào để sắn thì khối u nó chạch sang một bên và nó gì ạ? Nó dẫn cái ống cứng đó nó đi vào thực quản. Các anh chị biết là gì ạ? Đấy là gì? Đấy là do cái khối u mà khi mà nó đã cứng chắc và nó xâm lấn như vậy. Cho nên là gì ạ? Cái đây là cái mà hết sức lưu ý. Sau khi chúng tôi cắt khối u xong rồi thì thấy là SPO2 tụt xuống rất là nhanh. Chúng tôi nghĩ ban đầu nghĩ là là chảy máu nhưng sau đó thì đưa ống soi mềm, soi bên trong lòng ống soi cứng thì không thấy chảy máu. Mà gì ạ? À, thấy cái 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 nó không có vòng sụn và chúng tôi nghĩ rằng là có thể nó đang đi sang thực quản rồi. Ngay lập tức chúng tôi rút cái cái ống cứng ra thì gì ạ? À, à oxy lại lên và bệnh nhân lại ổn định. Thì các cái biến chứng khác ví dụ tràn khí màng phổi, tràn khí dung tất thì đấy là một số những cái điểm lưu ý như vậy. Tôi xin có một số điểm kết luận như sau. Thứ nhất là ung thư phế quản ngày càng có xu hướng gia tăng. À, khi mà tuổi thọ có xu hướng tăng lên khi mà hút thuốc lá thuốc nào vẫn chưa kiểm soát được và khoảng độ 30% các trường hợp ung thư phế quả là có hiện tượng xâm lấn và gây tắc nghẽn các cái lòng đường thở trung tâm đối với cái khối u mà gây tắc nghẽn như vậy thì nó sẽ gây khó thở gây các cái biến chứng và chúng ta có thể áp dụng các biện pháp nội soi can thiệp ở à, trong đó có điện đông cao tần và cái việc mà chúng ta tuân thủ các quy trình và thao tác các bước thực hiện nó sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa các cái tai biến có thể xảy ra. À, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.